cả nhà, con không biết tự nhiên tại sao mà ở đây nó không bao giờ có gió, nhưng hiện tại tự nhiên nổi gió lên dữ vậy. Nó mô gì Phật. Rất lạnh. Đến dường như giống như ở đây. Gì trời, lâm cho cả nhà, cho cả nhà đã trở lại với kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Nam mô Di Đà Phật, mệt quá cả nhà. Con lội từ nơi mà chân núi lên đây mà đến tới gần tới đây á là nó mệt. Đi mà hai giò còn nó dính với nhau, giống như mà dở lên không nổi. Nó giống như cả nhà cứ tưởng tượng giống như là có mấy chục ký sắt buộc vô hai chân mình. Ý là con cũng thường leo núi lắm á chứ, mà đi về còn chịu nổi nữa cả nhà biết rồi. Tại thật sách mà nói cái đường này, cái chỗ này nó quá xa, nó nằm hơn nửa núi. Cả nhà ơi, thì con cũng muốn chia sẻ cả nhà vấn đề như vậy. Lộc đang đến cái nơi mà cô gái, cái người phụ nữ, nó không phải cô gái mà cái người phụ nữ, nhưng mà có nghĩa là do cái người này á cả nhà thì chết, nhưng mà cũng lớn tuổi chứ không còn trẻ đâu. Là do là hai chị em đi cả nhà, nói chung là Lộc đây đến đây cũng nhiều lần lắm rồi. Là do hai chị em đi theo đoàn, đi chùa, đi chiền, đi núi á, thì cô bị lạc, cô nói chung là không có tìm không ra. Đến khi mà cô chết thì cả nhà không biết để ý á, là con để ý nha, không biết cả nhà có thấy không, trong camera không biết thấy, không ngoài con thấy sau cái lớp tóc của cô á, cả nhà con hơi mệt cho nên nói chuyện với cả nhà sẽ có nghe, tại vì cái quãng đường xa quá. Thì sau lớp tóc của cô gái là một bộ xương cả nhà, đúng thật là một bộ xương luôn. Hôm đó con nhìn bên ngoài con thấy rất là rõ, con không biết cả nhà mình có thấy hay không nữa. Bên trong là một cái bộ sọ thôi, không có thịt, xương thôi. Bên trong lớp tóc là một bộ xương cả nhà. Khi mà cô thật sự mà nói, con chưa thấy vong linh nào than khóc đau khổ bằng cô này. Thiết nghĩ là cô đi chùa chiền cũng đã là gieo cái duyên với cửa Phật, nhưng mà không biết có thể là cô xui xẻo gặp vong linh đã dẫn cô và đem cô đi giấu. Cả nhà nếu mà nói về mà bị ma giấu á, thì cả nhà chắc thể là nghe rất là nhiều chuyện. Có nhiều câu chuyện đấy thì ma nó giấu người, không phải bất kể là không phải con nít, người lớn cũng có rất là nhiều. Nó cho ăn đất sét, ăn đá, nhét cây vào miệng, và thậm chí nó nhét những con chuột chết sình nữa cả nhà. Có nhiều Lộc nghe rất là nhiều sự việc bị ma giấu ơi. Có nhiều sự việc nghe thôi mình đã thấy sợ. Thì là con chuột sống, cả nhà biết con chuột sống rồi nó chết, nó sình lên. Hay là có thể là
con chuột đó đã chết từ khi nào, hoặc là nó đã mới chết và đã vong linh đó đó bắt con chuột đó nhét vào họng cái người mà bị giấu. Khi mà gia đình đó, người dân ta tìm ra được cái người đó thì trong miệng á là con chuột đã sình từ khi nào rồi. Có nhiều người tìm ra được thì giống như cô này thì cũng đã chết. Còn nhiều người may mắn hơn, ông bà độ cũng như là người dân và gia đình á, tìm cách, đúng cách để hóa giải cái hiện tượng che mắt khi mà những vong linh này không cho người nhà hoặc là người dân đi tìm thấy cái người bị giấu này. Thì cả nhà nói chung á, nếu những ai mà ít đi núi non thì hạn chế đi cả nhà. Thì nhiều khi mình không biết được là chuyện gì sẽ đến, cho nên thì hạn chế một cách tối thiểu nha cả nhà. Và cả nhà đi giùm con, đi đến đó để xem cái hôm nay sẽ như thế nào cả nhà. Cả nhà ơi, giờ cả nhà đi với con. Đi với con còn là con kính cái. Đi với con để xem đi. Hôm nay á thì cô ta như thế nào rồi? Cả nhà con lội lên đây nó hơi bị, thật sự mà nói cả nhà, đi một lần nào tốn biết bao nhiêu mồ hôi, thậm chí gặp khá nhiều điều nguy hiểm cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Tới cái mũi tên này là gần tới cả nhà. Cả nhà nếu mà đi trên rừng á, thứ nhất là không biết địa hình, thứ hai á là không đem đồ theo phòng hộ á. Ở đây là ý cô nói là đồ chống lại thế lực tâm linh đó cả nhà, thì hạn chế đi một mình, hoặc là đi đông người cũng nên là có người nào đó nó thành thạo cái đường đi, mà phải đi gần với nhau để nhiều khi sẽ có điều gì đó. Ở đây cô nói là có thể rất là nhiều điều chứ không phải riêng là tâm linh không, có thể giúp nhau chứ đi núi như vậy rất là nguy hiểm đó cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Tới chỗ cô gái nè cả nhà. Cô ơi, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cô ơi, hôm nay tôi đến đây để thăm cô nè. Tôi có đem đồ theo để cúng gửi lên cho cô. Thật sự thì tôi rất muốn giúp vong linh để cho vong linh sớm có thể về cái nơi nào đó tu để sớm được giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Có điều gì mà khiến cô phải khóc la rền vang cả khu rừng vậy? Lúc trước á thì chị của cô, tôi không biết là cô ta có cố ý bỏ cô lại hay không, nhưng mà điều đó cũng đã là quá khứ rồi. Thì bây giờ á thì cô cũng nên buông bỏ đi. Thì cô nói á, cô đã làm cho cô ta cũng đã chết đi rồi, cô ta cũng không có còn nữa. Thì cô ở đây cố gắng ở đây để làm gì? Tôi đến đây thì nhiều lần như vậy cũng chỉ để muốn giúp cho cô
để cho cô giải thoát ra khỏi chỗ này, không quyến luyến nơi đây nữa. Vì cô mà quyến luyến giữ cái chỗ này hoài á, thì tâm của cô không có tịnh, thì không có buông bỏ được, thì không có đi siêu thoát. Cô nghe lời tôi đi, tôi đây á chỉ muốn tốt cho cô thôi, chứ tôi không có ý gì mà làm hại cô đâu. Tôi cũng không phải thầy bà gì á mà có thể gây hại cho cô được. Tôi có mặt ở đây là cái điều của tôi muốn là để giúp cô thôi. Cô nghe lời tôi á thì tôi sẽ gắng cố gắng giúp cô. Nam mô A Di Đà Phật. Cô á còn biết sợ á, trời gầm, cô sợ những thổ thần đất đai thì điều đó cũng là tốt. Vì vậy cô đừng có gắng mà nương nhờ chỗ này hoài. Tôi giúp cho cô đi, cô nghe lời tôi đi, tôi sẽ giúp cho cô đi được. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Phật. Cô đừng có tiếp tục cố gắng á, làm những điều vô bổ, làm những điều mà gây hại cho những người khác ở nơi đây. Những điều đó không có giúp cho cô tốt hơn đâu. Cô hãy nghe lời tôi, sớm á đi khỏi nơi đây. Để nếu mà cô nghe lời tôi sau này á, những vị thầy người ta tìm đến, người ta bắt cô á để làm tay sai, lúc đó không ai giúp cô được đâu. Hoặc là những con quỷ mạnh hơn đến đây á bắt cô á để lấy linh khí của cô, thì lúc đó tôi cũng không có giúp được gì cho cô đâu. Tôi biết là trên đó còn những vong linh khác, nhưng mà tôi chưa từng thấy những vong linh đó. Tôi không biết là họ ác hoặc họ tu gì như thế nào, nhưng mà tôi ở đây tôi chỉ biết vong linh và tôi muốn giúp đỡ cô thôi. Ngoài ra tôi không muốn biết vong linh nào nữa, tại vì cô á chết ở đây cũng khá là lâu rồi. Và tôi nghĩ cô cũng khá là đói khát. Cô nghe lời tôi đi, hôm nay tôi cũng có đem đồ đến cúng cho cô, để điều tôi muốn là giúp cô thôi, để sớm cho cô buông bỏ, sớm để cô đi. Với cô ở đây để làm gì? Mà tại sao mà cô không ở trên cái cây mà cô đang ngự, mà tại sao lúc nào tôi lên tôi cũng thấy cô ở đây chứ gì? Cô muốn điều gì ở đây?
Cô muốn tôi giúp cái điều gì? Nam mô A Di Đà Phật. Cô cần điều gì thì cô cũng phải nói để tôi biết, mà tôi biết là tôi nên làm gì. Còn cô không nói thì tôi đâu có biết đường đâu mà tôi giúp. Cô cứ khóc than như vậy hoài cũng không có giải quyết được gì cả. Mà cô phải cho tôi biết cô cần điều gì để tôi có thể giúp cô được. Ý là cô nói ở cái nơi mà cô đang ở đúng không? Nơi đó như thế nào? Có hai vong linh nữa. Mà hai vong linh đó có phải là vong linh đó đã đem cô vào đó giấu không? Khi mà cô còn sống. Tôi biết cái sự đau khổ của cô là xuất phát từ những gì cô trải qua. Tôi cũng rất là mong muốn có thể giúp cô. Nhưng mà tôi giúp cô để chỉ để khuyên bảo cô thôi. Quan trọng là cô có chịu buông bỏ hay không thôi. Nếu mà cô buông bỏ được thì sớm thôi cô cũng sẽ có thể đi được. Đi đây là đi tìm nơi để đầu thai, tìm cái nơi nào mà cô chỉ điều gì. Tôi hả? Tôi làm như nào? Cô muốn đuổi những vong linh nó đi chỗ khác, để nơi đó để cho cô trú ngụ đúng không? Tôi thật sự mà nói tôi không có cái quyền đó. Tại mỗi nơi có chư vị Đất Đa Thổ Thần, thì chư vị Đất Đa Thổ Thần ở đâu thì họ quản lý ở đó. Họ cho vong linh ở đó ngự thì vong linh ở đó mới ngự được. Tôi không có cách nào mà tôi đuổi đi được hết. Thì những vong linh đó cũng giống như cô thôi. Tôi chỉ có thể là cô muốn đi thì tôi giúp thì được. Chứ cô ở đây, cô nán là ở đây cô dành, cô dành đến chỗ ở. Nhưng tại sao cô không hiểu rằng là cô nên dành là cái người đi trước đầu thai sớm thì sẽ tốt hơn á. Cô muốn ở đây thôi đúng không? Tôi biết là có những vong linh khác đau khổ hơn cô gấp vạn lần, nhưng mà không có than khóc như cô. Vì điều gì mà cô than khóc đến vậy? Cô muốn tôi đem cô về nhà hay không? Về nhà của cô á. Cô về nhà thì cũng có thể là nhà cô, chắc tôi tin chắc là cũng có người thờ cúng cô đó.
trời tự nhiên tối xuống cả nhà. Cô muốn điều gì? Mô Phật. Cả nhà, Nam Mô Phật. Cô ơi, cô muốn điều gì? Cả nhà, cô thả vô cái cây đó nữa. Cô muốn cái điều gì đó mà cô không biết. Cả nhà, trời quá trời, chỉ mưa đen quá đen rồi. Nam Mô Di Đà Phật. Cô ơi, cô muốn điều gì thì cô hãy chỉ cho tôi biết rõ để tôi tìm cách giúp cho cô. Nam Mô Di Đà Phật. Cô có nghe những gì tôi nói thì cô hãy hướng cho tôi đến những cái điều mà cô mong muốn. Ồ. Nam Mô Di Đà Phật. Cô sẽ thử, nếu mà ấy thử cho cô vào dù thử được hay không cả nhà. Ủa sao ở đây cây cối ngổn ngang dữ ta cả nhà? Đúng rồi, đúng rồi, năm trước con ở đây là nó cũng đã bị vậy. Nam Mô Di Đà Phật. Cô ơi, tôi tìm đến đây thì trước tiên thì tôi muốn cúng một ít đồ để dâng lên cho cô. Rất mong là cô hoan hỷ cô nhận. Trời tự nhiên tối sầm xuống. Nam Mô Di Đà Phật. Tôi xin bài ít đồ cúng ra ở đây để cúng gửi lên cho cô nghe cô. Và sau đó gió nổi lên dữ quá cả nhà. Cả nhà ơi, con không biết có điều gì nữa mà gió nổi lên dữ quá. Bầu trời tối sầm lại luôn rồi, đang nắng mà. Có điều gì vậy cô? Ý cô nói là cái điều gì đang xảy ra ở đây?
Nam Mô Di Phật. Cô ơi, thì ở đây tôi xin thắp lên ba nén hương để tỏ lòng thành kính, cũng như là mong là đất đai thổ thần thổ địa ở đây chứng giám cho tôi. Hôm nay tôi đến đây chỉ để là đốt những nén hương này và cầu mong là có thể đó. Hôm nay tôi đem theo cái dù, thì nếu mà khuyên bảo được vong linh, tôi sẽ cố gắng giúp cho đưa vong linh đi, để cho vong linh có thể tìm được cái nơi khác tốt hơn. Nam Mô Di Đà Phật. Và nếu cô á có cái lòng mà hướng Phật thì tôi mong cô á, tốt nhất á, giờ cô đừng có vương vấn cái gốc cây này làm gì, nó cũng chỉ là một cái nơi tạm bợ thôi. Giống như tôi nè, tôi đang sống trên cõi tạm, tất cả đều là tạm cả. Tôi khi mà tôi mất đi rồi thì tôi cũng sẽ giống như cô thôi, một linh hồn. Nhưng nếu mà tôi may mắn hơn thì mắt có người lo cho mọi thứ, và khi chết đi sẽ không oán hận như cô. Đó. Cái gì đó? Nam Mô Di Phật. Cô có thể cho tôi biết là hiện tại nơi đây đang xảy ra điều gì hay không? Nam Mô Di Đà Phật. Cô có thể cho tôi biết là điều gì đang xảy ra, nhưng tại sao mà tự nhiên trời lại tối sầm lại? Có phải nơi đây á hiện tại có sự tác động của những vong linh khác hay không? Nam Mô Di Đà Phật. Cả nhà con không biết tự nhiên tại sao mà ở đây nó không giờ có gió, nhưng hiện tại tự nhiên nổi gió lên dữ vậy. Nam Mô Di Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Con cầu đất đai thủ thần nhân trạch đến đây. Hôm nay con đến đây, trước tiên con xin phép đất đai thủ thần thủ trạch ở đây. Con không muốn làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến vong linh, cũng như là ảnh hưởng đến chư vị đất đai thủ thần trên mảnh đất hiện tiền. Con tha thiết cầu mong chư vị đất đai thủ thần thủ địa, những người phước mặt phước mài trên mảnh đất này, gia hộ độ trì cho con. Nếu mà con có làm điều chi mà gây ảnh hưởng đến vong linh ở đấy, thì con cũng rất mong đấng bề trên soi lối cho con, để con biết con sai chỗ nào. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Oh.
cả nhà ơi, con cảm nhận được một cái luồng khí rất lạnh đến, dường như giống như ở đây. Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con cầu ngài, nếu mà ngài linh thiêng á thì hãy giúp đỡ con trong việc giúp đỡ những vong linh đang có sự oán hận cao độ mà chúng giận lên con. Con cầu ngài, nếu mà con có làm điều gì sai, Nam mô A Di Đà Phật. Ở vong linh đây thì tôi thấy hiện tại á, ở nơi đây bỗng nhiên có những điều khác thường. Tôi không biết là ở nơi đây không phải là duyên vong linh không, hay là còn những cái vong linh nào khác đang làm ảnh hưởng đến những điều xung quanh. Tôi rất mong á là vong linh có thể cho tôi biết. Gió dữ trời. Nam mô A Di Đà Phật. Cô ơi, tôi biết là tâm của cô thật sự không thể nào mà dễ dàng buông bỏ được. Quá gió à. Có những cái âm thanh từ trên cây này vang xuống, con cảm thấy khá là lo sợ, không biết điều gì nó đang xảy ra nơi đây. Bây giờ nè, tôi sẽ cúng cho cô ít đồ, mà nếu cô ấy thì cô dùng ha, còn tôi đi về. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ở đây tôi sẽ tính đem bài đồ ra để cúng cho một cách tốt nhất cho vong linh, nhưng mà hiện tại tôi thấy tôi khó có thể mà làm được toàn vẹn những gì mà tôi mong muốn. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật tổ Phật thầy chư quan của thần, chư vị thân thần, chư vị đất đai thổ thần, chư minh đất hiện tiền. Con cầu năm non bảy núi. Hôm nay con đến đây thì trước tiên á thì con đến đây để làm video, cũng như là muốn chia sẻ với ông bà cô bác gần xa về những video thì tâm linh. Nếu mà con đến đây mạo phạm đất đai thổ thần nhân chặt tới đây, con rất mong chư vị gia hộ độ trì cho con và tha lỗi cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cả nhà, con cảm nhận được có những thứ gì đó trên cái cành cái cây này nó đang vang xuống. Trời thì đang tối dần lận. Trong khi đó Nam mô A Di Đà Phật. Cô ơi, tôi á đến đây á đã nói với cô rất là nhiều lần, tôi không có muốn làm điều gì á gây hại cho cô chứ, cho nên cô đừng có lo sợ điều đó, mà cố gắng làm
hại cho tôi. Cô thấy tất cả những vong linh nơi đây có thể là đang muốn cái điều gì đó. Khi mà tôi đến đây á thì trời cũng gắt sáng, hiện giờ là mới chỉ có 3 giờ chiều thôi, nhưng mà bỗng nhiên trời tối âm u lại, gió nổi lên. Tôi nghĩ á, nơi tại nơi đây á có một cái thế lực nào đó, cái thế lực của vong linh nào đó khá là mạnh và đang tác động đến môi trường xung quanh. Tôi không biết là cô á có bị á vong linh nó tác động hay không. Bây giờ á tôi có chiếc dù này, và nếu á tâm cô á an lạc và muốn sự giúp đỡ của tôi á thì cô hãy vào cái dù này, tôi sẽ giúp cho cô được đi khỏi nơi đây về cái nơi ở mới tốt hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Cô nghe lời tôi ha. Bây giờ tôi sẽ đến đó. Cô vô cái vụ nghe cô. Cô vô cái vụ đi, tôi sẽ giúp cho cô đi. Ngay bây giờ. Nam mô A Di Đà Phật. Cả nhà ơi, con cảm thấy á dường như á có một cái luồng, có cái gì đó nó đang trực chờ nó đây á. Không muốn cho Lộc giúp cô này mà góp phần á làm cho cô này càng ngày càng dữ hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu mà vong linh này cái nhà nghe những cái tiếng phát ra từ trên cái cây gòn to lớn này không, nếu mà những vong linh ở đây nghe hiểu thấy những gì tôi đang làm thì hãy nhìn đây là cái tấm gương của cô gái khi mà chết đi oán hận ngút trời, thành ra chỉ biết khóc than mà không thể nào siêu thoát được. Hôm nay tôi có duyên với cô ta, được trời xui khiến đến đây để giúp cho cô được đi. Thì tôi cầu tất cả những vong linh ở trên mảnh đất hiện tiền, nếu vong linh nào hữu duyên, có duyên với tôi, nghe những bài cầu của tôi cũng như là nghe những gì tôi tâm sự thì hãy hiện ra và đừng cố gắng cản trở điều tôi đang làm, vì tôi chỉ muốn giúp cho những cái vong linh đau khổ này sớm được siêu thoát thôi. Tôi không có ý gì khác. Cho nên là những ngày, những vong hồn, những người mà chiến binh chết trận mà không siêu mồ lạc mã, không tìm được về nhà đó, thì nghe tôi nói thì hãy quy y đi. Ơi, Nam mô A Di Đà Phật. Không có được cả nhà.
một lần nữa cho tôi xin phép những vong linh đang hiện diện ở đây, hãy cho phép tôi giúp cô gái này được rời khỏi nơi đây. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cô ơi, từ cô nghe lời tôi đi, cô vào cái vụ này nghe, cô vào cái vụ này tôi mang cô đi nghe cô. Ây da, ôi gì trời, cả nhà không có được, có cái gì đó nó luôn luôn cản trở con. Ôi nó mua gì Phật. Cô ơi, mua gì Phật, mô về Phật. Được rồi, tôi sẽ không cố gắng để giúp cô đi đâu cả. Cô này, chỗ này là cổ của cô. Tôi không biết hiện tại á là vong linh gì đang cố gắng cản trở tôi trong cái việc này. Nhưng á, tôi biết là tâm của cô cũng chưa bao giờ tịnh được, cho nên cũng vào dù cũng không có được đâu. Tôi chỉ muốn cố gắng để thử thôi, để xem có thể giúp được cô hay không thôi. Nhưng mà thật sự mà nói á thì quá là khó.
quá khó để giúp cho một cái vong linh còn đầy quán khí ngút trời như vậy để siêu thoát. Tôi nghĩ là khả năng tôi không thể nào mà giúp được. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái duyên của tôi, cô của tôi á, có thể thì nó không có đủ để tôi giúp cho cô đi, cho nên thì tôi thôi, tôi cũng nếu có thể thì tôi sẽ không trở lại đây nữa, không làm phiền đến cô, để cho cô ở cái chốn này. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi cầu cho phong linh sẽ sớm được nhìn ra được cái điều mình sai trái của mình, để sớm buông bỏ và sớm tìm đường một đầu thai, không phải là ủa máy tắt, máy đọc nó hết đi, nó gì tắt nguồn không cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Cả nhà trời âm u quá, cái nhà thì chắc là cả nhà ở trong máy thì cả nhà không giờ thấy được cái thời tiết bên ngoài tự nhiên sầm lại, tự nhiên trời tối hẳn lại. Con không hiểu tại sao, giống như có cái điều gì tác động đến thời tiết, không phải thời tiết, giống ý như con nói là tác động đến những thứ xung quanh làm cho bầu trời tự nhiên âm u một cách bất thường, và có cái những cơn gió rất mạnh và những cái âm thanh phát ra từ trên ngọn cây đó, và làm cho cô rất là sợ hãi. Con cũng rất là mong muốn là có thể giúp được cho cô, nhưng mà cả nhà ơi, nơi đây con cảm nhận được có những cái khí âm rất là thịnh, rất là mạnh mà từ trước đến nay con chưa từng thấy chỗ nào có cái khí âm dữ vậy. Cả nhà thấy trời nắng mà nơi đây lạnh một cách bất thường, mà có những cơn gió mà con không hiểu tại sao mà lại thổi ra từ cái hướng mà không thể nào mà có gió được. Và âm thanh đó, trên những cái nhánh cây đó rất là nhiều âm thanh cả nhà, không biết cả nhà có nghe được không. Vậy cả nhà con lui, cả nhà con sẽ rời đi, tại ở đây con không biết điều gì sẽ đến nữa. Con cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của con. Chờ cả nhà thấy nè, hầm mì liên tục luôn cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của con. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo cả nhà.